Ngày 11 tháng 5, đoàn công tác thành viên chính phủ theo quyết định số 435 QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã kiểm tra một số công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có các đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Tây giai đoạn 1, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và chủ đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện dự án. Theo đó, dự án có quy mô xây dựng, quy mô trước mắt 4 làn xe, riêng đoạn đầu tuyến đến nút giao cao tốc Bắc Nam đầu tư với quy mô 8 làn xe, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đủ 8 làn xe, tổng chiều dài 22,95 km, tổng mức đầu tư 1.486 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện 2021-2024. Tình hình thực hiện dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị thi công đang triển khai thi công nền đường trên phạm vi 20,267/22,927 km mặt bằng đã bàn giao và thi công cầu và cống các loại. Giá trị thực hiện đạt 46 tỷ đồng trên 735,391 tỷ đồng, đạt 6,2%. Tổng số vốn đã cấp cho dự án là 1.034,983 tỷ đồng. Giá trị đã giải ngân đến nay là 395,715 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng ca tăng kíp để hoàn ứng khối lượng và phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, sớm so với tiến độ được duyệt. Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài tuyến khoảng 25,3 km, tổng mức đầu tư 7.860 tỷ đồng, hình thức đầu tư công, dự án có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc kết nối với tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 sắp hoàn thành, giảm tải cho tuyến Mai Sơn Cao Bồ qua trung tâm thành phố Ninh Bình. Tuyến Mai Sơn cầu Tam Tòa còn kết nối giao thông toàn khu vực phía đông tỉnh Ninh Bình, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, tuyến quốc lộ 10, đường ven biển, trục giao thông đông tây của Ninh Bình. Sau khi kiểm tra các dự án phát triển hạ tầng giao thông, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất tại nhà máy ô tô Hyundai Thành Công. Ngay lãnh đạo nhà máy báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm và những khó khăn kiến nghị đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp nhằm khơi thông thị trường tiêu thụ trong nước. Đến thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Bình, ngay lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình triển khai Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ năm 2020 đến nay. Theo đó, hạ tầng đường truyền và hệ thống trang thiết bị tại trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là hệ thống màn hình cảm ứng hỗ trợ tra cứu thông tin, website trung tâm và các thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm là nơi làm việc của công chức, viên chức, người lao động của 23 cơ quan đơn vị, thực hiện tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả của gần 1.400 thủ tục hành chính, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 864/905 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh, của 20 sở ban ngành thuộc tỉnh và cơ quan trung ương trên địa bàn. Hiện tại trung tâm có 6 đường truyền cáp quang trắng chuyên dụng phục vụ nhu cầu kết nối, xử lý dữ liệu chuyên ngành như Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp. Trung tâm đã triển khai bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Tại trung tâm, thông qua hệ thống camera có thể theo dõi, giám sát được hoạt động của 8 bộ phận một cửa cấp huyện và 143 bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra một số dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ghi nhận trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Ninh Bình đã phát triển nhanh chóng theo hướng hiện đại và kết nối với các vùng kinh tế của cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để Ninh Bình mở rộng dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công cũng như sự chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Ninh Bình khi đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử.